Để anh em chút, mình đang có mặt tại nhà anh Thắng. Đấy. Ở thuộc Trung Châu A bên anh. Trung Châu A. Lát nữa thì sẽ quay cho các bạn nhiều tác phẩm đẹp lắm. Thích cái chậu này mọi người. Đấy, rất thích cái phôi này. Xi này. Xì chân lá nó bóng này, dày. Cái xì này rất là đẹp mà anh ạ. Cái lá này đẹp lắm. Quá nhanh nhỉ. Lá này là lá 6 bóng. triệu đấy. Hả? 6 triệu đấy. Ừ, Mua lá 6 triệu đấy. bóng đẹp. Cái lá này rất thích. Em có một cái cây này. Vừa rồi đang nuôi thả ra. Rễ nó mọc chùm sắp tới cho thay cái chậu khác. Về đây thì mưa mọi người. 6 triệu cây đấy. Phê đấy nhỉ. Phê quá, phê luôn. Đây, cây này nè. Dâm bụi đấy. Dâm này mà chịu khó sưu tầm là cũng có những thân nó dẹt đấy này. Cao 2,5 m. Ok, bây giờ quay cho cả nhà một chút nhé. Anh Thắng thì cũng trong giới chơi cây của thủ đô của chúng ta cũng không lạ gì đâu. Anh không nhầm thì có cái tên là Thắng Đen gì đấy. Nó cũng biết anh ấy về đây là anh mua, anh di chuyển hết cái số cây dưới thành phố về đây, mua một cái mảnh đất chỗ này, không biết bao nhiêu nghìn mét, để xây một cái biệt thự rất lớn. Và vào đây rất thích, khi vào đấy mọi người đã thấy là anh ấy, cái cây nó rất là sạch sẽ. Khi mà nhìn các bạn đến những cái vườn cây nào mà nhìn nó sạch này là chủ cây họ có thời gian để làm. Anh. Đấy, anh Thắng đây, anh Thắng chủ nhà đây. Đấy. Đây, mấy cây mini này. Đây là chỗ này chỉ để đấy, bao giờ tôi làm được cái mái này để đấy. À, đây là thủ phủ anh. Xi mọi người. Xi già góc luôn. Ok. Thế anh học thì cây gì đây? Ừ. Cái gì đấy? Anh bảo cái gì? Không biết cái gì. Cây này là cây cây ngọc bút phải không anh? Dành dành. Dành dành nhé. Thế thì em vừa rồi em có hai ba cái phôi thì anh em mới bảo là cây này đây. Mọi người cứ đấu tranh. Ở đây à. Đấy thì em có mấy cái phôi ở nhà thì anh em nó bảo là đây, cái ngọn giống hệt luôn nhá. Nó đang ra chồi trên nhà em đang ra chồi này. Đấy. Thì lúc em mọi người xem lại cái clip của mình. Thì ngọn y chang nhưng mà hình như cái giống của nó sao. Đấy, cái đây là cây dành dành này. Cây ở nhà mình đây là cây ngọc bút. Đấy. Để qua một số những cái video trên này thì mọi người cũng chia sẻ em biết. Cái này quái phết nhỉ. Đấy. Cái chân bệ này hay anh nhỉ? Cái đôn này này. Đôn này anh đóng à? Đôn đôn si à anh? Hay quá nhỉ. Cái này đến 6 500 600 thôi. Đóng ở đâu rồi để em cũng thử độ một. Đây là không không lấy được nữa. Họ không sản xuất này. Không làm. Ấy rồi ôi, tiếc nhỉ. Làm được nó quá đẹp luôn đấy. Muốn nuôi trực tiếp nữa mà không có. Quá đẹp cái đôn nó.
Vâng, thôi thì mải ngắm cây. Này, cái đồn đẹp không? Quá đẹp, bây giờ không có đâu. Ừ, thế mới tiếc nhỉ. Làm theo để có nó có cái phôi về làm nhỉ. Nó có cái khuôn nhưng mà nó làm nó lại bảo nó bán khuôn rồi nó không làm. Đẹp như gỗ luôn ý. Như gỗ. Như gỗ. Ừ, để này để những cây mini quá hay. Hả? Đâu, anh xem này. Này đây gì? Anh ấy nuôi cổ, có cái cổ này đúng không? Đấy, kiểu kiên trì này. Anh nuôi cái cổ này này. Nó đang bị lũa. Nhưng mình chỉ sợ cái đợt mưa to rõ đây anh ạ. Cái chỗ này này. Cái chỗ này mạo hiểm này này. Nhờ. Đợt bão này sợ lắm đấy. Đấy. Hoa giấy này bay lượn rất hay. Cái chỗ lũa này anh xử lý thế nào đây? Chỗ đấy là anh để nuôi cái ngọn này thôi. Nó đắp vào, sao đắp vào rồi? Mọi người họ đắp xi măng này. À. Bay đẹp quá mọi người. Đấy, bay thân nó rủ xuống. Chả cái mũ đợt thì nó nhỏ luôn. Đâu anh? Vâng, thì nó cộng. À. Đẹp lắm đấy. Ra. Đấy phải mẫu đơn không nhỉ? Hoa dâm bụt chứ? Dâm bụt đấy. Có liều á? Kê là dâm bụt mà. Vâng. Ngắm nghĩa. Ngắm nghĩa. Con này hố này, con này này. Đó. Con này này. Con này là cái này. Ừ. Thần nó nạt nhỉ. Thần nó hố rồi. Cái cây nó phải thế đi. Qua điểm. Lại mua hàng đâu đấy? Hàng mới, hàng mới. Đẹp, đẹp. Thắng mua thắng mua. Thắng thắng. Hả? Cuộc gì đâu. Hàng mới về mọi người. Ok, đợi giờ. Hả? Đây cái này, cái nữa đâu. Hết tôi không có cái này thôi. À, thử có cái xanh mà. Không. Không phải. Cái khác. Ở đây là cây thân giấy đẹp chưa? Hoa giấy cái à, cắt thoải mái. Cắt sướng lắm, mùa này cắt nó nhanh ra mầm. Kinh chưa? Dầm nó dày, dăm dày, cút khít luôn. Đấy vào cái chậu của Vinh ra đấy vừa này. Vừa cái này. Băng cái chậu này thì sẽ vẫn thế. Rồi như cái này là muốn thay nó ra. Sao thay ra? Không thích cái chậu này. Chậu cái màu nó nổi hơn. Nó hơi đồng màu với cây đúng không? Vâng. Ủi nhá. Ủi đấy chứ. Thank you.
gọi là ác phết. Trước kia đã hãm được nó đâu, phải đậy điện lại cũng tươi không tươi để khô không cả tán. Mưa là phải che cả tán, vâng không che tán không cần gì cả. Ép kinh lắm, có giấy nó khỏe, siêu khỏe, khỏe ép được mà nó cứ phát triển là cứ lắm khô không tươi, đúng rồi quắt cái cứ cho tí nước và lại đầu đấy. Đây, chú đẩy nhà trồng trên gác thượng nhá, rất nhiều nắng chảng đi luôn qua đây. Hô đâu. Hô đâu. Cái này là thân nạt này. Úp ích. Đấy. Đá này khiếp nhỉ, đá thấm thủy. Điền bao phát à? Cái chậu to bơi ở trong chậu. Ừ. Thu bớt anh. Nuôi. Thu nuôi ra thu lại. Chính cái này để cái chậu xanh em đẹp đấy. Xanh cây phôi em rủ cái xanh cây phôi nhỉ. Xanh em mở cây vào mấy trăm mà anh mở cưng cái đầu đấy, chỗ xanh xanh đấy, cái bé như này là mỏng mỏng này, xanh đấy, đấy cũng chính nhật góc góc đấy, cây mà để phôi mà anh bảo vào cây nó cù cù đấy, bông dễ đâu, bảy trăm mấy trăm này, chính để chỗ đẹp vậy, đúng không? Thôi các bạn ơi, bây giờ là cái dung lượng nó bị đầy mất rồi, thì mọi người chờ xíu nhé, rồi sẽ dừng lại cứ đi, vẫn còn nhiều video lắm. Rồi, chào cả nhà ở clip sau nhé.